Alo, xin chào các ông. Hôm nay thì là một cái video tôi xin giải trình với những người nào follow tôi ở trên hai nền tảng, đó là TikTok và ở trên YouTube. Chả là mấy hôm trước tôi có làm review em này, và trong cái video đó thì tôi bị gạch đá khá là nhiều. Nào là review mùi hương thì khen ngon nhưng mà không có hàng bán, rồi hàng thì đã ngừng sản xuất, xong rồi gọi tên chai nước hoa là chai nước mắm, giá cả thì nó không được chuẩn. Thế là tôi bị ăn một lô gạch đá, mặc dù là tôi chả bán sản phẩm đấy. Tôi còn ghi luôn ở dưới cái chỗ phần tôi ghim ấy, là tôi ghi là không có hàng mà mua đâu, đừng tìm. Và tôi cái ghim cái đấy để cho cái video của tôi đỡ flop. Các ông cứ để ý rằng dạo này nếu mà tôi ghim cái đấy mà không cẩn thận là tôi sẽ bị flop video ngay. Ngay thì tôi sẽ giải trình toàn bộ cũng như review về em này cho các ông nắm được ở trên nền tảng YouTube này nhá. Đầu tiên thì chai nước hoa này nó có tên là Audemision. Thực ra thì nó cũng toàn là tiếng Pháp thôi, mà tôi chỉ đi học được có 2-3 buổi là tôi cũng chưa biết đọc như thế nào cả. Tôi thấy tiếng Pháp đó là tôi học cả đời may ra mới đọc được. Là tôi sẽ để cái phần tên ở phía dưới này để cho các ông dễ tìm nhá. Nếu như ông nào có nhu cầu tìm và mua chai nước hoa này. Và cái thiết kế của chai nước hoa này nó trông giống một cái bình xịt mà đợt Covid ấy, cái bình xịt rửa tay sát trùng tay ấy, nó y hệt. Nó thật là cái vòi này nếu như mà các bạn không vặn chặt ấy thì nó rất là dễ bị lích ra ngoài. Và cái chai ở trên tay mình đó là chai 100ml, ngoài ra thì nó còn size lớn hơn, đó là size 250 và 500ml. Đấy, nó có chai 500ml không khác gì chai nước mắm Nam Cư cả. Và thực ra thì cái phần dui này các bạn nhìn nhá, là nó đã trông giống nước mắm rồi. Đấy, thế nên là tôi mới giải trình về cái vấn đề là tại sao tôi gọi chai này là chai nước mắm, là vì thế. Về cái phần vòi xịt thì nó thật là nó cũng không có gì đặc biệt cả, nó giống mấy cái vòi xịt nước rửa tay thôi. Tóm lại là thay vì nó là nước mắm, nước sát trùng thì ở đây nó là nước hoa, nước thơm, rất thơm. Đến với phần thứ hai, đó là về phần mùi hương của em nó. Thì mình đã nói trong cái video trên TikTok là em này nó có mống mùi với gác lăng đắc bờ vani, một trong những cái mùi best vani đỉnh cao ở trên thế giới, mùi mà ai cũng phải công nhận rằng nó rất ngon. Và nó là một điển hình cho cái việc có tiền chưa chắc đã mua được. Các bạn tìm ở Việt Nam bây giờ cực kỳ khó, và một cái giá kiểu ngất ngường toàn 5-6-7 củ, thậm chí là 8 củ full siêu khi còn đắt hơn một cái giá kiểu cao ngất ở trên trời. Nhưng mà cái chất lượng các bạn nhận lại nó vẫn rất là xứng đáng, và cũng có rất nhiều người thường xuyên đi săn lùng gác lăng Double Vani. Thì các bạn biết rằng là mùi hương của nó như thế nào, đỉnh cao như thế nào. Quay trở lại với cái mùi hương ở đây, thì với những người mà các bạn chưa được ngửi gác lăng Double Vani thì các bạn sẽ không thể nào hình dung được. Thì mình sẽ miêu tả cái review về mùi hương này. Thì khi cái mùi hương này nó vừa mới ra khỏi vòi một phát thôi, các bạn sẽ nhận ngay thấy một cái mùi ngọt kiểu buji. Buji ở đây có nghĩa là làm theo cái kiểu ngọt hơi rượu rượu ấy, sánh sánh. Và cái nét ngọt này ấy, nó làm cho cái mùi hương trở nên khá là hấp dẫn và ngon miệng ngay ban đầu. Nếu như để dễ hình dung thì nó giống cái cảm giác mà các bạn ăn những cái sô-cô-la nhân rượu mà khi các bạn cắn ra nó chảy ra vậy, rất ngon. Và nếu như ấy, các ông để ý kỹ thì các ông sẽ thấy là nó có một cái nét hơi cháy nhẹ một xíu. Nó như kiểu là những cái lớp bánh mà ở sát những cái đế nồi hay là đế khay ấy. Và khi mà nhiệt độ nóng ấy, chỗ ấy nó sẽ cháy hơn bình thường so với những cái phần ở giữa. Thì cái mùi hương này khi các bạn ngửi thì các bạn đã thấy rằng là nó xuất hiện. Và cái nét đấy thì ngửi cần các bạn cần ngửi kỹ một tí thôi, các bạn không cần phải tinh mũi, các bạn vẫn sẽ ngửi thấy. Và cái mùi hương này ấy, khoảng tầm 15 cho đến 30 phút ở trên da thì các bạn thấy là cái mùi rượu nó sẽ nhẹ xuống, nó sẽ mềm mại hơn, nó không còn độ sánh nữa. Nhưng mà các bạn sẽ không phải lo về cái vấn đề là thế thì mùi hương nếu mà không còn rượu nữa thì chúng ta sẽ thấy là mùi hương nó trở thành một cái mùi vani khô. Và nếu như vậy thì có thể là nó sẽ hơi kiểu ngọt khé, nhưng không. Ở đây chúng ta xuất hiện thấy mùi của hoa. Mình có cảm giác ở đây nó là hoa nhài. Hoa nó làm cho cái mùi hương có độ mềm mại nhưng mà vẫn giữ được sự tươi để nó chuyển từ sánh sang tươi. Là các bạn không lo về cái vấn đề là nó chuyển bụp một phát sang khô luôn và nó sẽ kiểu quốc dân như bao nhiêu mùi hương khác, thì ở em này không vậy. Và sau khoảng tầm 5 tiếng ở trên da thì bắt đầu nó trở thành một cái lớp bột vani
nhẹ nhàng. Cái nét bánh nó vẫn xuyên suốt từ đầu đến cuối, ngửi rất là dễ chịu. Và ngoài thì thực sự là nó như một cái bánh vani vừa mới ra lò vậy, rất ngon. Đó lại là một cái mùi hương vani bougie, về sau thì lên với hoa một chút và cuối cùng trở thành một cái lớp bột bánh rất là ngon miệng. Phải nói là so nó với tầm giá như mình nói ở trên cái tinh TikTok ấy, những cái mùi ngọt ấy thì ra clock nó có thể thừa sức cho ra chuồng gà. Mùi hương này thực sự là nó còn trẻ trung hơn và nó trở thành một cái mùi rất nịnh mũi. Tin mình đi, nếu như được thử trên nước hoa này, hoặc là ông nào mà đã mua qua một vài người order trên cái TikTok của tôi ấy, có một vài bạn ấy vào đấy, bạn ấy hỏi là ai có nhu cầu order thì liên hệ, thì các ông feedback lại đây, ông nào đã mua rồi thì ông feedback lại đây xem là mùi hương của nó so với Gia Club thì nó có ngon hơn không, nó có đáng tiền hơn không. Và với cái giá của Gia Club bây giờ thì khoảng tầm 3 triệu và với cái phiên bản của Gia Club thì nó cũng không còn tốt như ngày xưa nữa. Thì nếu như các bạn tìm được chai hoa này thì khuyên các bạn nên mua chai to. Bỏ này bắt đầu bị leak ra ngoài rồi đây này. Tôi cứ nghiêng từ nãy đến giờ nó bị leak, khó chịu vãi. Nhưng mà tôi cứ muốn liếm liếm tay của tôi, ngon vãi trường. Đấy là cái vấn đề thứ hai mà tôi giải trình với các ông. Cái vấn đề thứ ba ở đây nó cũng là vấn đề thứ tư luôn, đó là về phần giá và khó mua. Thì chai nước hoa này nó đã ngừng sản xuất khá là lâu rồi và cái việc tìm kiếm thị trường thì nó cũng khá là khó khăn. Nó cũng hơi giống kiểu mò kim đáy bể một tí, nhưng mà kim ở đây nó to như cái cột điện vậy. Vẫn tìm được, vẫn order được nếu như các bạn biết cách. Thực ra thì không có một chai nước hoa nào mà đít mà nó không đến nỗi không mua được cả, chỉ là nó khó hơn. Và chính vì thế thì giá nó cao hơn ngày xưa và càng về sau này nó sẽ càng đắt. Ngày xưa hội tôi chơi với nhau có thằng cu em, nó mua chai 500ml mấy chai liền và về chiết bán trên những cái hội nhóm, những cái group. Nó bán rất chạy và hiện tại thì cái chai này không phải là chai của tôi mà nó đã bán lại cho tôi và nó giữ lại một chai 300ml để nó dùng vào những ngày mùa đông. À, hôm trước tôi có search giá thì nó rơi vào tầm 250ml, nó rơi vào tầm hơn 100 ơ. Tính ra là tầm 2 củ, chắc là tầm loanh quanh 250ml, nó rơi vào tầm 2 củ thì cũng khá là chát. Nhưng mà các bạn hãy nhớ nhá, 2 củ đấy các bạn mua ra club thì các bạn nhận được 100ml mà độ ngon chưa chắc đã bằng ngày hôm nay. Và thêm một cái nữa, đó là về cái độ bám tỏa cũng như là về cái phong cách ăn mặc ra sao để phù hợp với cái mùi hương này. Thì em này lưu trên da trung bình tầm 6 tiếng đến 7 tiếng. 6 tiếng mình nghĩ rằng là lúc nào cũng có thể thừa sức. Và tất nhiên là nó không thể nào như lúc đầu khi các bạn mới xịt da, nhưng mà đến tầm 6 tiếng các bạn đưa tay lên các bạn vẫn có thể ngửi thấy. Và mùi hương của em nó tỏa khá tốt trong cái thời gian đầu vừa mới xịt da. Và sau khoảng tầm 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi thì nó nhẹ dần và mỏng dần hơn. Và cái mùi hương này thì nó là một cái vai mùi ngọt. Nó sẽ dành cho những cái bạn nam thích cái tông mùi ngọt, nhưng mà không phải là cái tông mùi ngọt kiểu nổi bần bật như là của Le Beau, Le Parfum hay là những cái chai như là Dior Sauvage. Nó là những cái mùi kiểu ê bố mày đến này, bố mày đến rồi đây này, thì không phải là kiểu như vậy. Em này nó là mùi ngọt nhưng mà nó vẫn có cái xu hướng kiểu hơi kiểu thu mình một tí. Là bạn nam nào theo kiểu good boy mà các bạn muốn một cái mùi hương nó vẫn có sự ngọt ngào, vẫn có sự hấp dẫn thì các bạn có thể thử qua em này nếu như các bạn tìm được. Đấy là nếu như các bạn tìm được nhá. Mùi hương này nó không phải là cái kiểu mùi mà nó kiểu sexy đâu, mà nó trở thành một cái mùi kiểu nó có cảm giác là một cái đồ ăn gì đó. Nếu mà ông nào mà ngày ông hay là bạn nữ nào mà tầm 9x ấy, các bạn ăn cái sô-cô-la ngày xưa, sô-cô-la mà có nhân rượu ngày xưa ấy, thì các bạn nhận thấy rằng nó rất là gần gũi. Và cái mùi hương này mình nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp vào những cái buổi đi chơi buổi tối, các bạn đi hẹn hò, có thể là những người bạn bè thân thiết, hoặc là vào những cái ngày mà các bạn được mời đến những bữa tiệc của những người bạn thân, kiểu ăn tất niên, ăn Giáng sinh, rồi những cái buổi gặp mặt mà có thể rằng là không phải là những cái buổi gặp mặt đầu mà là những cái buổi gặp thứ hai, thứ ba. Nó không cần cái sự kiểu gây ấn tượng nữa mà nó lại cảm tạo cảm giác an toàn gần gũi, thì em nó làm tốt, tôi đảm bảo các bạn luôn. Cái mùi hương này, cái phong cách nó có xu hướng giống với Annie của Nissan. Nên là nếu như bạn nào có cái phong cách như vậy nhưng mà các bạn muốn một cái mùi ngọt ngào hơn, ấm cúng hơn thì đây là mùi hương cho bạn. Còn nếu mà bảo là so nó với Guerlain Double Vani mình đã từng ngửi qua rồi, thì cái mùi hương này, thứ nhất là độ bám tỏa của nó không bằng. Vani của nó không có sự phức tạp
bằng và nó ngửi, con này nó ngửi nó đơn giản hơn. Và một cái điều nữa là nhắc lăng thì nó bị có cái xu hướng là làm hơi bị dừ một tí, hơi kiểu cổ điển. Còn vani ở đây thì nó khá là trẻ, các bạn tầm 18, thậm chí 20, 22. Đó mạnh là tôi nghĩ là tầm từ 27, thậm chí là 30 như tuổi tôi vẫn muốn xịt cái mùi này vào những ngày Noel, những ngày Tết mà tôi ngồi sum vầy bên gia đình, những người bạn thân, hay là những cái buổi date như kiểu tôi nói thứ 2, thứ 3, không phải là những cái buổi date đầu. Và tôi thì rất hạn chế khen một chai nước hoa nào đấy quá đà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi đã dành lời khen thì nó phải khen cho đúng. Và các bạn biết rồi, một vài chai tôi khen thì nó cháy hàng mà trở thành quốc dân luôn. Nên là chai này dù tôi có khen đi chăng nữa thì chưa chắc các bạn đã mua được, nên là tôi cũng chả cần lo lắm. Các bạn đã dùng qua rồi thì mong các bạn feedback ở phía dưới để cho mọi người có thêm những cái nhìn nữa. Và nếu thấy video này hay thì các bạn hãy ấn vào nút like, share. Còn nếu mà lần đầu xem video của mình thì đừng quên cái việc là ấn vào nút chuông theo dõi, rồi đặt cái chế độ xem ngay khi video lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.